đang sử dụng sản phẩm giảm cân ABC tốt lắm, chị không muốn đổi sang Bodyki. Xin chào chị, xử lý từ chối là một nghệ thuật và người xử lý từ chối là một nghệ sĩ, đúng không ạ? Và đây là cái câu chuyện của Tài. Tài biết tới chị Uyên thông qua một sự giới thiệu của nhà phân phối tuyến dưới. Khi tớ chia sẻ cho chị về giải pháp Bodyki thì Tài mới biết là chị đang sử dụng sản phẩm giảm cân của thương hiệu ABC và đang có kết quả khá tốt, nên là cũng chưa muốn thay đổi sang cái giải pháp Bodyki. Anh chị thấy trường hợp này có khó không ạ? Và đây là các bước xử lý từ chối mà Tài đã áp dụng cho trường hợp này. Chị đang sử dụng sản phẩm kiểm soát cân nặng ABC và đang có kết quả tốt, nên cũng không muốn chuyển sang giải pháp Bodyki đâu em. Chị Huyền đúng là cái người biết quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe. Một tháng gần đây, bạn chị có tư vấn cho chị cái sản phẩm giảm cân nhãn hiệu ABC. Bạn đó nói là chỉ cần uống sản phẩm này, không kiêng cữ ăn uống gì hết và vẫn có thể giảm cân được. Chị đang dùng và cũng cảm thấy là giảm cân khá tốt. Chị cũng không muốn chuyển sang giải pháp khác em ạ. Dạ em cũng đồng ý với chị Uyên là nếu mà sản phẩm mình đang dùng ấy, nó có thành phần dinh dưỡng cân bằng và mình ăn uống cân đối thì đều có thể giảm cân tốt hết. Trong đó là cái việc thay đổi thói quen ăn uống là cái việc quan trọng và khó khăn nhất. Bởi vì nếu mình không thay đổi thói quen ăn uống ấy, thì mình có thể dễ rơi vào tình trạng là yo-yo, tức là mình sẽ tăng cân trở lại đấy chị. Chị cũng lo là không biết sau khi giảm cân xong có tăng cân lại hay không. Dạ nếu mà chị biết được cái sản phẩm mình đang dùng có nguyên liệu từ hữu cơ, dinh dưỡng cân bằng và có cái thành phần là giúp mình giảm mỡ chứ không phải giảm cơ thì đều ok ạ. Thật ra thì bạn chị cũng chỉ tư vấn là chị dùng cái sản phẩm này là để giảm cân, nhưng mà không có tư vấn kỹ về chế độ ăn uống. Mà chị cũng không có tìm hiểu kỹ xem cái sản phẩm của chị đang dùng á, từ nguồn gốc thì từ hữu cơ hay không. Nếu mình không biết được cái sản phẩm mình đang dùng có nguyên liệu từ hữu cơ hay không, thành phần dinh dưỡng có cân bằng hay không, và nó có cái thành phần giúp cho mình có thể giảm mỡ chứ không phải là giảm cơ và nước thì mình cần phải cân nhắc trước khi sử dụng đó chị. Lúc đầu thì chị chỉ đơn giản là làm sao để giảm được cân hay không. Ngoài ra là mình còn phải xem là cái sản phẩm mình đang dùng nó có cái nguyên liệu có từ biến đổi gen hay không. Tại vì đa số thực phẩm bây giờ, rau củ quả, cái nguyên liệu đa số là từ biến đổi gen. Nếu mà mình sử dụng cái sản phẩm mà cũng là nguyên liệu từ biến đổi gen ấy, thì rất là tội cho cơ thể của mình. Vậy em chờ chị chút nào để chị lấy cái sản phẩm của chị đang dùng á, xem cái nguồn gốc của cái sản phẩm đó từ nguồn gốc hay đâu ha. Trên hộp có ghi là sản xuất từ chuyển đổi gen em ạ. Thực sự là lúc đầu mua chị chỉ thấy sản phẩm tốt thì mua thôi, chứ không có để ý lắm về cái thành phần ở trên hộp. Chị Uyên có phản hồi rằng chị dùng sản phẩm chứ không được nghe tư vấn kỹ về chế độ ăn uống và cũng không hiểu rõ về thành phần của sản phẩm. Vậy là Tài đã khoanh vùng từ chối của khách hàng là thiếu thông tin. Và sau đây là cách xử lý của Tài. Dạ nên là khi mà em đi chia sẻ dinh dưỡng cho mọi người thì em luôn luôn nhấn mạnh về cái tính an toàn trước khi mà nói tới cái sự hiệu quả. Bởi vì là những cái nguy hại của những cái sản phẩm không an toàn không phải là nó biểu hiện ra sau vài tháng mà là sau vài năm mới phát ra. Thậm chí là có những cái tác hại có thể để lại cho cái đời sau của mình. Nên là trước khi mà chị em mình lựa chọn cái sản phẩm mình phải xem là nó có uy tín và có lịch sử lâu đời cũng như là cái nguồn gốc an toàn hay không. Nên là để em chia sẻ với chị một số cái thông tin hình ảnh về cái thương hiệu Nutrilite của mình ha. Ok. Đây em chia sẻ với chị. Thì chị thấy một số thông tin hình ảnh của Nutrilite là từ năm 1934 đến nay, tức là 2022, là mình đã có lịch sử là 88 năm lịch sử. Và Nutrilite là cái thương hiệu có doanh số bán chạy số 1 trên thế giới, cũng như là cái thương hiệu duy nhất có nguồn nguyên liệu được trồng trọt, thu hoạch và chế biến trên cái chính trang trại hữu cơ đã được chứng nhận của mình nè chị. Chị thấy ha. Wow, Nutrilite lớn quá em ha. Dạ đúng rồi. Và đây thì em sẽ chia sẻ với chị một số cái hình ảnh của các cái bạn và các anh chị đã kiểm soát cân nặng thành công cùng với cái giải pháp Bodyki của mình. Chị thấy này, bạn này này, đó. Rất là hiệu quả đúng không ạ? Và đây nữa. Wow, mọi người giảm cân đẹp quá ha. Dạ đúng rồi. Nên là cái mong muốn giảm cân của chị Uyên ấy hoàn toàn là chính đáng. Nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng của chị em mình là làm sao mình có thể giảm được lượng mỡ, mình giữ hoặc là tăng được cái lượng cơ để làm sao mà sau khi chị Uyên giảm cân xong thì mình càng ngày càng trẻ, càng ngày càng khỏe. Thậm chí là 5 năm sau, 10 năm sau mình còn đẹp hơn bây giờ nữa. Chị có mong được như vậy đó. Dạ.
việc giảm cân bền vững và an toàn thì không phải là chỉ là dùng cái sản phẩm body ghi không, mà mình còn phải xây dựng một cái lối sống lành mạnh, là mình cân bằng cả 6 cái khía cạnh sống, về cái chất lượng giấc ngủ này, về thói quen ăn uống này, về cái chế độ dinh dưỡng này, về vận động thể lực này, rồi về cái cảm xúc tâm trạng cũng như là cái lối suy nghĩ của mình. Vì vậy là chị Uyên rất là cần một cái người body ghi mentor có kinh nghiệm, cũng như là mình có một cái cộng đồng để mình cùng đồng hành. Nên là ngoài ra nữa thì chị còn có thể là tham gia những cái chuyến du lịch trải nghiệm cùng với Body Key rất là thú vị vậy ạ. Tại nhận thấy rằng chị Uyên với ý định ban đầu là tham khảo thông tin, toàn thân căng thẳng thì lúc này bắt đầu thả lỏng cơ thể, và Tài đưa ra đề nghị thúc đẩy giao dịch. Và thế là Tài đã có một cuộc giao dịch thành công với chị Uyên. Bí quyết của Tài chính là không nên chê bai sản phẩm mà khách hàng đang sử dụng, không so sánh hay tranh luận với khách hàng về sản phẩm, tập trung vào việc chia sẻ kiến thức giúp khách hàng hiểu nhiều hơn về phương pháp giảm cân lành mạnh, vận dụng kiến thức về cách đọc nhãn mác thực phẩm giúp khách hàng tự đánh giá sản phẩm đang sử dụng. Chúc tất cả các anh chị thành công.